Ouais. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đã online chưa? Ăn tối xong chưa thì sẽ lên online đúng không? Livestream với chủ đề đó là 2.000 từ vựng thông dụng mà các bạn vẫn hay cần, thực tế là ai cũng cần phải học đấy ạ. Nhưng mà phần này thì hôm trước mình mới nói được một phần nhỏ thôi. Mình tính là cái phần livestream 2.000 từ này chắc sẽ chia làm 5 lần, mỗi lần hơn 100 hoặc 200 từ. Đây là sẽ là part 2 của nó. Để xem là các bạn trong lúc mà các bạn lướt Facebook xem là các bạn nhớ được bao nhiêu từ nhá. Các bạn đợi mình một chút ạ, để cho nhiều viewer hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu. Nếu ai mà yêu quý cô Hoàng Bựa thì hãy nhắn tin cho hãy share cho mình đi ạ, để mọi người cùng học. Chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng vài phút nữa nhé cả lớp. Uầy, khiếp, tin nhiều thế. Nếu mà ai chưa kịp xem thì các bạn có thể share video này về để các bạn xem dần. Đấy, mọi người nhìn thấy mình rõ rõ hơn chưa ạ? Ok, được chưa các bạn ơi? Có ai có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment xuống dưới để tẹo nữa mình check nhá. Xong bây giờ chúng ta sẽ làm vào nhá. Hello everyone. Nice to see you again. Today I'm coming back and I have some more videos about the commonly used words in English. Về một những từ vựng mà được sử dụng nhiều trong tiếng Anh. Rất nhiều bạn share rồi ạ. Ok, rất cảm ơn các bạn. Nếu các bạn muốn xem lại cái video này, các bạn có thể share về tường nhà mình nhé, hoặc là share cho người khác. Rồi, ok. Nào, hôm trước mình nhớ không nhầm thì chúng ta đã đến 100, hơn 100 từ rồi thì phải. 100 từ, 130 từ đấy ạ. Hôm nay chúng ta sẽ có một phần nữa nhá. Đó chính là phần tiếp theo. Hôm nay mình hy vọng là sẽ đạt được khoảng tầm 150 đến 200 từ. Ok, so in English there are thousands words, đúng không ạ? Trong tiếng Anh có khoảng hàng nghìn, hàng vạn từ ạ. Tuy nhiên thì mình như các bạn đã biết rồi, nếu mà các bạn muốn giao tiếp tiếng Anh tốt thì có thể nghe hiểu ở mức cơ bản trước thì nó sẽ đạt các bạn từ 2.000 cho đến 3.000 từ. Ok, tức là có thể hiểu được các context trong daily routine này, các context về daily conversation này, thì như thế là ok rồi. Tức là những cái cách mà các bạn giao tiếp hàng ngày này, nghe, nói, hỏi, hiểu. Ok, thực tế thì học sinh của mình thì các bạn đã thắc mắc là tại sao học từ vựng nhiều như thế, thì mình đã nói rồi đúng không? The nature of English is learning vocabulary. Trong tiếng Anh nếu như cái bản chất của nó học từ học tiếng thì chính xác nó sẽ là học từ. Bạn nào mà có nhiều từ bạn ấy thắng, chỉ thế thôi. Nào, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Tôi yêu quý cô Hằng thì hãy share cho cô Hằng nhé. Để mình có share lại trên trên page này để các bạn ấy nhìn thấy rồi. Ok, các bạn đợi mình khoảng tầm 2 phút nữa là chúng ta bắt đầu nhá, để có nhiều viewer hơn để các bạn sẽ xem cho dễ. Rất nhiều bạn đang share video của mình rồi ạ. Rất cảm ơn các bạn. Dạ, bây giờ các bạn đã bắt đầu được chưa nhỉ? Hôm nay trời rất là lạnh đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ có một số từ vựng về cả thời tiết nữa nhá, để cho các bạn nhớ nhá.
Thế là trời đang lạnh như thế này, ra ngoài mà làm nồi lẩu chẳng hạn đúng không ạ, hoặc là đi ra ngoài với lại gấu của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với ngồi đây xem cô Hằng livestream. Tuy nhiên nếu ai mà ngại lạnh thì có thể ở nhà xem video của mình. Rồi ok, nào các bạn ơi, chúng ta bắt đầu nhá. Trong tiếng Anh có rất nhiều từ. Hôm trước thì mình nhớ không nhầm là chúng ta đã học về chủ đề, một là chủ đề đời sống này, hai là các câu hỏi, các từ để hỏi, ba là chủ đề xung quanh ngôi nhà của mình này. Các bạn có rất nhiều rồi đúng không ạ? Ok, so now we are going to learn some more words that are commonly used in English. Trong tiếng Anh có rất nhiều từ được sử dụng một cách gọi là commonly. Các bạn biết từ commonly rồi đúng không ạ? Đấy, từ đầu tiên là từ này, commonly là thường xuyên. Nên những từ này là từ được thường xuyên sử dụng. Ok, commonly used in English. Rồi ok, nào vậy từ số 2 nha, những từ đơn giản trước này. Từ đơn giản trước nhá. Đầu tiên đó là từ people. Chỗ này thì mình muốn nói là tại sao những cái video livestream của mình không được quá nhiều từ, bởi vì là mỗi từ mình đều dừng lại và give clear explanation cho các bạn. Là mỗi từ thì mình đều dừng lại và đưa cho các bạn phần giải thích cho các bạn dễ hiểu hơn, ok? Now, so people, it is a plural noun. Cái từ people này mặc dù nó không có chữ s gì nhưng nó là plural noun. Plural mang nghĩa là số nhiều, danh từ số nhiều của từ person. Cái từ này mang nghĩa là người, con người. Nhưng học sinh của mình đọc toàn sai thôi ạ, từ này không đọc là pupil. Học sinh của mình mình thấy là các bạn toàn đọc là pupil. Lý do là tại sao các bạn tưởng cái từ này là pew nhưng thực tế nó là p. Đấy ạ, các bạn dẹp miệng ra và gằn giọng dưới ạ. People. Ok chưa? Nếu mà mình thấy ok rồi thì các bạn hãy like cho mình biết nhá. Ok, so people không phải là pupil nhá. People. Tiếp tục ạ, từ này ạ, từ số 2 mình không đọc từ này là person mà mình đọc từ này là person. Các bạn nhớ cho mình là mỗi lần mà mình dạy vocabulary thì mình rất chú trọng về phần pronunciation nha các bạn ạ. Nào, từ này không đọc là person, lý do là bởi vì chữ này là chữ r dài ạ. Các bạn cong lưỡi lên một tí này và kéo dài nó ra, person. Ok, rồi nhá. Đây mình bật cái này lên để dễ nhìn. Hình như là hơi tối các bạn, để mình bật cái nhá. Sáng hơn chưa? Nhìn hơi tối. Đấy chưa? Rồi tiếp tục nhá. Có ai có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment xuống dưới. Ok, now next one. Tiếp tục đấy. Nào, tiếp tục ạ. Từ số 3, cái từ này là nhiều người cũng đọc sai luôn. Các bạn biết từ này chưa? Học sinh đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều người cũng đọc từ này giống như cái từ trên là pupil. Đấy ạ. Thì các bạn nhớ hai cái từ này khác nhau ạ. Từ này mà mình đang highlight này, từ này là people, từ dưới là pupil. Đấy ạ. Nó sẽ khác nhau như thế nhá, nên đừng có đọc lẫn với nhau. Ví dụ như she is a pupil. She is a pupil, có nghĩa là cô ấy là một học sinh trường đại học đấy. Ví dụ là cô ấy là học sinh trường tiểu học. She is a primary pupil. Primary pupil. Tiếp tục ạ, mình có một từ nữa là từ history. Và từ này rất nhiều người đọc sai, các bạn toàn đọc là history. Không đọc như thế này ạ, mà mình đọc là history. Thực tế á, trong tiếng Anh ạ, cái từ này khi các bạn nói ấy, thì cái âm thứ hai này này, nó bị nhược đi. Mình không đọc từ này là tory, mà mình đọc là tory. Nó rất là nhanh ạ, nó briefly đi qua rất là nhanh. Vì thế các bạn sẽ đọc từ này là history. Nghe thì tưởng là tree luôn á, chính xác là nó sẽ giống tree luôn. Đấy ạ, tree, đấy chưa ạ? Vậy mình đọc lại từ này nhé. History, lịch sử. Ok, hôm nay là một ngày trời khá là lạnh đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng hai từ. Đúng rồi, cái từ cold là từ đầu tiên này, là lạnh này. Tuy nhiên mình có thể sử dụng từ chill. Chill mang nghĩa là lạnh. Lạnh ở mức độ là không quá lạnh, nhưng mà chill mang nghĩa là lạnh trung bình. Ok chưa? Vậy ví dụ như khi các bạn đi ra ngoài, cái từ này gọi là adjective nhá. Tôi không đọc từ này là cold, I am cold. Câu này sai. Lý do là từ này phiên âm của nó sẽ không có chữ L nữa. Cold. Các bạn nhìn miệng mình nhá. Cold. Đấy ạ. Tiếp tục thứ hai là chill. Ok, chill hoặc là chilly. Đấy ạ. Thêm một từ nữa là từ chilly, chính là lạnh. Vừa là danh vừa là tính ạ. Ok chưa? Rồi tiếp tục ạ. Nào từ số 6 nhá. Các bạn thấy là có một số bạn hỏi là ví dụ như trong mùa đông mà có một số bạn trêu là lạnh thụt một số bộ phận vào ấy ạ, thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta nói từ này chúng ta có thể sử dụng từ đó là từ freezing. Freezing là lạnh cóng. Các bạn mà ai dùng refrigerator tính là cái tủ lạnh nhà mình, các bạn sẽ thấy cái từ freezing này chính trên ngăn đá của chúng ta đấy ạ, lạnh đến đông cứng. Đông cứng lạnh cóng luôn. Đông cứng. The freezing,
freezing weather. Ví dụ như các bạn muốn nói từ freezing weather, cái này là thêm nhá. Freezing weather là thời tiết đó, đông cứng, thời tiết đông cứng, lạnh quá, lạnh đến nỗi là ví dụ như ở một số vùng bắc cực của Việt Nam, của thế giới ấy, thì có thể là -70, -50 độ. Đấy chưa? Nào ok chưa? Có vấn đề gì không ạ? Nếu ai mà có vấn đề gì các bạn hãy comment xuống dưới nha. Mạng lag à? Các bạn có thấy ok không ạ? Mọi người có thấy mạng lag không ạ? Nếu mà mạng lag thì nói với cô nhé. Mình không nghĩ là mạng lag đâu vì mạng nó rất tốt mà. Để mình check lại cái device xem nó có lag không. Ồ, mạng đang rất ok chứ các bạn, có vấn đề gì đâu nhỉ? Rồi, mình thấy mạng vẫn đang rất là ok, không có vấn đề gì nhá. Nếu mà ai có vấn đề gì thì hãy comment xuống dưới để mình đọc nhá. Ok, rồi tiếp tục ạ. Nào, tiếp tục ạ. Từ số 7 này, ví dụ nha, mình thử đưa ra cái ngữ cảnh như thế này xem mà các bạn sẽ thấy là có bao nhiêu từ các bạn có thể đưa được. Một này, trong thời tiết giá lạnh, chúng ta sẽ thấy có gió đúng không ạ? Vậy những từng cấp độ của gió một sẽ là gì ạ? Nếu mà học sinh nào học cô Hoàng đúng không ạ? Thì gần đây các bạn đang học cái chủ đề đó, chủ đề weather trên lớp đúng không ạ? Nào, từ đầu tiên ạ, các bạn đều biết gió nhẹ sẽ là từ breeze. Được chưa ạ? Cơn gió nhẹ. Tính từ đó là từ windy. Có gió. Nào, còn gì nữa ạ? Chúng ta có một từ nữa là gió mạnh ạ. Gió mạnh chúng ta có thể sử dụng từ blustery. Gió mạnh đến cuồng phong. Đến mức cuồng phong. Còn nếu mạnh hơn nữa chúng ta có thể sử dụng cái từ storm. Stormy chẳng hạn đúng không ạ? Storm là cơn bão. Rồi ok ạ, cơn bão này các bạn có thể sử dụng với một từ nữa tương tự nghĩa như từ này là từ gale. Đây ạ, trong là mình để số 11. Gale cũng là cơn cuồng phong. Bão lớn. Gió lớn đấy ạ, thì mình sẽ dựng từ gale. Vậy bây giờ nha, với những từ về phần từ số 5 trở đi này, mình sẽ đọc qua một số từ này. Đầu tiên là từ đầu tiên ạ, các bạn nhớ cho mình là khi đọc nhá, học từ vựng thì để ý lên phần phát âm của nó nhá. Nếu như không thì các bạn sẽ thấy rất là khó cho các bạn để các bạn bắt kịp được. Trong tiếng Anh ạ, ví dụ như biết từ đấy là gì rồi mà đọc nó buồn cười chẳng ai hiểu. Nào từ đầu tiên ạ, từ này mình sẽ highlight đây này. Cold. Cold. Đấy chưa? Từ này không đọc là cold, lý do là bởi vì nó không có chữ d ở cuối mà nó là chữ ld ở cuối ạ. Đấy chưa? Vì thế từ này sẽ đọc là cold. Đấy ạ. Nào từ tiếp theo, từ này là chill. Chill, không phải là chill. Một số bạn đọc là chill ấy, không đúng ạ. Từ này hơi thôi ạ, chữ y nhưng mà chữ y này là chữ y ngắn ạ, các bạn nhớ nhá. Chill, chill. Và từ này đơn giản thôi, chilly. Chilly, it's chilly outside. It's chilly outside là ngoài trời đang lạnh. Rồi tiếp tục ạ, từ này thì lạnh tốc độ cao hơn. Freezing. Freezing, nhớ cho mình ạ, cho âm đi lên này. Freezing. Freezing, lên freezing. Nhưng nhớ cho mình là cái từ freeze này ạ, kéo dài miệng. Freeze. Freezing. Rồi ok ạ, là một cụm từ này, now phrase này. Freezing weather. We are living in freezing weather. Chúng tôi đang sống trong thời tiết khá là đông cứng, đông lạnh đến mức là rất lạnh. Nào tiếp tục ạ, từ số 7 đây là cơn gió nhẹ, chúng ta sử dụng từ breeze. Nhớ cái ending sound của nó là chữ Z nhưng mà chữ S thì không đọc breeze mà đây là breeze. Again nhá, breeze. Nào từ số 2 là windy. Windy tính từ mang nghĩa adjective, mang nghĩa là nhiều gió. Ví dụ như là today it is a windy day. Hôm nay là một ngày windy, tức là nhiều gió, trở gió kiểu như vậy. Tiếp tục ạ, từ số 9 ạ, mình có từ này là từ blustery. Các bạn có hiểu từ blustery tức là gió rất là mạnh. Rất là mạnh, nó tương đương như là bão rồi đấy ạ, nhưng nó ngắn hơn. Blustery, blustery. Tiếp tục ạ, từ này là từ storm. Thì các bạn đều hiểu định nghĩa của một cơn bão đó là nó kéo dài đúng không? Ví dụ như kéo dài 3-4 ngày gì đấy này, bắt đầu từ cấp thấp là áp thấp nhiệt đới đi lên. Thì dùng từ storm. Nhưng rất nhiều người đọc từ này là storm. Nó không phải là storm mà storm nó sẽ khác, động từ nó là động từ rộng. Nhưng cái động từ rộng chân là storm, storm đấy. Nhưng mà cái từ này nếu các bạn đọc là storm thì nó sẽ là storm cơ, không phải là storm đâu ạ. Miệng này. Storm, storm, storm. Ok. Nào tiếp tục ạ. Từ 11 ạ, từ này là gale. Thì từ này nếu mà âm của nó thì các bạn cứ nhớ cho mình âm này là âm a, không phải là âm eo. Âm a kéo dài ra. Gale. 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 Ok chưa? Mọi người ok chưa?
có vấn đề gì không ạ? Có vấn đề gì ở đây không? Nào tiếp tục chuyển nhá. Nếu có vấn đề gì thì mình sẽ xem chăm xem cái phần comment của các bạn, có gì thì comment ra đây nhá. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Nào tiếp tục ạ. Từ tiếp theo này, từ này thì nhiều người nhầm này. World, thế giới. Nhiều người nhầm là nhầm cái gì? Các bạn bị nhầm với cái từ này. Đây là từ vựng ạ. Đúng không ạ? Ví dụ như we are learning about commonly used words thì cái từ này mang nghĩa là từ vựng và từ này mang nghĩa là thế giới. Nhưng hai cái từ này các bạn hay bị mispronounce, tức là các bạn bị phát âm nhầm. Một này từ đầu tiên nó kết thúc bằng âm LD, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy chưa ạ? Âm này là âm L và sau âm D. Tiếp tục ạ, âm này thì không hề có chữ L, D nữa mà nó chỉ có duy nhất âm D thôi. Vì thế các bạn để ý cho mình miệng mình nhá. World, the first word, world. World. À, muốn nói là từ này nhá, mình gọi là slow motion lại cho các bạn nhìn này. Đầu tiên là âm W này, W, very easy. Âm số 2 này, the second sound, R, R, R. Vậy các bạn nhìn miệng mình, W. Rồi tiếp tục nhá, xong âm này nhá. Tiếp tục đến âm này là âm L này, các bạn đưa miệng lên này, world. Đấy, cái chữ L tức là gì? Các bạn nói giống như chữ L bình thường trong tiếng Việt, nhưng mà lúc này không bật ra nguyên âm nữa mà chúng ta dùng chữ L thôi. Vậy ta sẽ có từ world. Dễ không ạ? Một lần nữa nhá. World, đấy chưa? World. Nhớ cho mình là không đọc là W mà từ này nó là R trong cổ họng. R. Đấy, miệng phải chu giống miệng của cổ họng này. World. Mà thêm một chữ đờ rất là dễ thôi các bạn ạ. World. Đấy, kiểu như ví dụ một câu là cô Hằng là cô giáo xinh nhất trên thế giới chẳng hạn. Mình sẽ nói như sau. Miss Hằng is the most beautiful teacher in the world. Miss Hằng is the most beautiful teacher in the world. Mà in the world, đừng đọc là in the world nhé, nghe nó buồn cười. In the world. World Cup, đấy kiểu như thế, World Cup, được chưa? World Cup, các bạn đọc từ đấy. The World Cup, được chưa? Rồi nhá, xong nè, the first word, ok rồi này, nào từ 13 này, các bạn để ý nè. Từ này rất dễ ạ, và nó dễ hơn từ 12, lý do không cần đưa chữ L lên. Nhìn miệng mình nè, Word. Finish, xong. Đấy chưa? Nào cô Hằng nói lại một lần nữa nha. Từ số 12 này, tôi đọc từ đầu tiên này. World. Từ số tiếp theo mình đọc là Word. Ok, nó tiếp tục nhá. Nào, không dừng được lâu ạ. 14 ạ, từ số 14 ạ, từ này thì dễ này. Cái này ạ, mang nghĩa là nghệ thuật. Ví dụ như là mình thấy có một số bạn đại học cái gì nhỉ? Cái trường đại học tên của nó là Art Industry ấy. Tức là mỹ thuật công nghiệp ấy ạ. Thì cái từ này nghệ thuật hoặc là mỹ thuật cũng được. Nhưng bạn nhớ cho mình từ này không đọc là art mà mình đọc là art. Cô Hằng nói rất là to, bạn có thể dễ dàng nghe thấy được đúng không? Art. Nào muốn nói từ này này, đầu tiên là chữ A trong cổ họng nhá. A. Và đưa miệng ra là R. Đấy, đưa vào họng. R. Và thêm chữ T này, art. Rất là dễ đúng không ạ? Tiếp tục bạn, mình có một từ nữa. Đó là từ information. Nào, tại sao lại đưa từ này vào đây? Vì lý do là học sinh của mình hay bị quên. Từ này mình nghĩ là thông tin thôi, không có gì cả đúng không ạ? Tôi muốn thông tin về một số chương trình nghệ thuật chẳng hạn. Tôi ví dụ như thế ạ. Vậy là I want information of the art programs. I want the information of art programs. Thì bây giờ này, lý do là tại sao mình đưa từ information, học sinh của mình có một hai cái điểm sai ở chỗ này. Một ạ, là trong âm của từ này thêm vào chữ may, vì thế tôi đọc là may, đúng không ạ? Và hạ xuống này, quy tắc của cô Hằng đó là khi các bạn nói nếu mà âm nào có trọng âm chúng ta sẽ đưa âm đấy bằng dấu sắc, còn lại là dấu huyền, đúng không? Vậy từ này sẽ là information. Tiếp tục này, từ này là từ shin chứ không là chin hay là sin. Học sinh của mình nếu như nhầm mà các bạn sẽ nhầm giữa sờ nặng và sờ nhẹ. Sờ nặng sh, và sờ nhẹ là s, giống tiếng Việt thôi. Nhưng mà tiếng Việt từ cái từ này các bạn muốn bật thì bật thật mạnh ạ. Shin. Information. Đấy ạ, ví dụ nhá, again nào, ví dụ tôi muốn hỏi một số thông tin. I wanna ask for some information. Đấy chưa? Easy cho các bạn. Lại một lần nữa nè, 4 năm tiết này. Information. Đọc nhanh nhá. Information. Nhớ này, infer, nó không nhận trọng âm mà hai âm này không nhận âm, thêm dấu huyền. Âm này trọng âm dấu sắc, còn cái này là dấu huyền. Đọc này. Information. Again, information. Information. Được chưa? Mọi người ok chưa? Ok rồi thì like cho mình biết.
để mình còn biết là ồ các bạn đang xem. Rồi ok, có hỏi cái gì thì các bạn cứ hỏi nhá. Để mình check xem comment các bạn có comment gì không để mình biết. Ok. Xong chưa? Rồi ok ok, tiếp tục nhá. Nào từ số 16 ạ. Từ 16 này thì cũng có rất nhiều người gặp mà lại còn sai này. Rồi, nào từ này có hai lỗi sai, một là sai chính tả. Đã tự tin là chưa bao giờ mình viết từ này mà không sai chính tả chưa? Nếu không bị không được hỗ trợ của các phần mềm. Đây ạ, từ này các bạn hay sai chữ này. Có chữ N ạ. Government thì ở đây có chữ N nữa. Rất nhiều người đọc thì cứ government thôi là các bạn bị nhầm, là thiếu chữ N của mình, là các bạn bị cái lỗi đó là lỗi sai chính tả, là misspelling nhá. Được chưa? Thì từ này nếu các bạn viết thì các bạn nhớ cho mình ở đây có một chữ N. Đây có một chữ N các bạn nhớ nhá. Vậy từ này khi đọc như vậy ạ, go trong miệng này, government thì đọc nhanh quá, khi mà người nước ngoài người ta đọc nhanh băng đài người ta đọc nhanh ạ. Thì các bạn tưởng là nó chỉ là government, nhưng thứ đó nó không phải là government mà nó là government, được chưa? Lặp lại nữa, government. Go vào trong miệng, government. Rồi tiếp tục nhá. Nào từ số 17 ạ. Từ này là từ system. System thì có rất nhiều cái system, ví dụ như information technology system, hệ thống công nghệ thông tin này, solar system, tí nữa mình sẽ ghi ra nhá. System là hệ thống. Ví dụ như là IT viết tắt vào từ information technology. Đây là công nghệ thông tin. Rồi mình có một từ solar system. Đây là hệ thống, hệ mặt trời. Nào vậy khi các bạn nói cái từ này, bạn nhớ cho mình từ này không phải là system. Học sinh của mình toàn bị bỏ qua cái phần âm nối đây thôi ạ. Lý do là bởi vì khi các bạn quen cái miệng của mình, đặc biệt là một số anh chị đã đi làm ấy ạ, thì các bạn thường quen cái miệng của mình đưa ra là system, nhưng thực tế nó là system. Tẹo nãy mình sẽ lấy một số ví dụ cho các bạn về những từ như thế này. System, được chưa? Không phải là system mà system. Again nhá, system. Rồi ok. Nào từ thứ hai là IT. Các bạn hay nói là IT thì viết tắt của từ information, as I guided before. Vừa nãy cô Hằng đã nói về cái phần information rồi. Bây giờ đến từ technology này. Một từ này không đọc là technology. Với cái âm cuối cùng nó đang đọc là G mà nó là J. Tiếp tục bằng âm này kết thúc bằng âm Y dài, vì thế cho âm sợ âm thứ ba từ dưới lên. G, lo, no. Được chưa? Vậy là technology. Ok. Rồi vậy các bạn sẽ thử đọc từ này nhé. Information technology. Ví dụ hệ thống công nghệ thông tin, các bạn tự guess xem nào. Hệ thống công nghệ thông tin thì từ gì ạ? Hệ thống đứng trước hay công nghệ thông tin đứng trước ạ? Các bạn thử gõ giúp mình nhé. Rồi ok, giống sister mà mình hay đọc là sister. Các bạn ơi, các bạn thử gõ cho mình nào. Gõ khoảng giúp là hệ thống công nghệ thông tin các bạn sẽ đọc như nào? À sẽ nói như nào, xin lỗi ạ. Cái gì sẽ đứng trước? Hệ thống công nghệ thông tin. Hệ thống công nghệ thông tin à? Tại đó mình sẽ có một số cái ví dụ về từ vựng cho các bạn xem các bạn ghép từ như thế nào. Vì trong tiếng Anh nó sẽ có một loại gọi là noun phrase, tức là các từ về phrases, là cụm từ, xem các bạn ghép âm như thế nào. IT system. Có Nguyễn Tú Linh nói là IT system. Nào còn gì nữa? Còn gì nữa không ạ? Các bạn có đang nhìn thấy mình không nhỉ? Ok chứ bạn ơi, còn đang nhìn thấy cô Hằng không? Ôi hình như mình thấy là mạng hình như đang đứt hay sao ấy ạ? Mọi người đang nhìn thấy cô Hằng không ạ? Everyone, can you see me? À đây rồi, được rồi. Mọi người nhìn thấy cô Hằng chưa ạ? Rồi ok, rất cảm ơn các bạn. Information Technology System. Ok, rồi, very good. Nào bây giờ tiếp tục nhá. Mình có một số từ ví dụ như là hệ thống từ dữ liệu đúng không ạ? Các bạn biết được một từ là từ data. Data là dữ liệu. Vậy bây giờ hệ thống dữ liệu thì đơn giản là data system.
Nhưng bây giờ các bạn thử xem nào, nếu như bây giờ các bạn nói là hệ thống xử lý dữ liệu thì sao ạ? Các bạn biết từ xử lý không ạ? Xử lý, process đúng không ạ? Process. Process, đúng không? Process. Các bạn biết từ này là từ xử lý. Hệ thống xử lý dữ liệu sẽ là gì? Data processing system. Data processing system. Hệ thống xử lý dữ liệu. Lý do là như sau các bạn này, các bạn nhìn miệng mình phân tích nhá. Khi các bạn dùng cái phần này các bạn thấy này, trong một cụm danh từ thì những cái gì chỉ tính chất sẽ đứng lên trước danh từ chính, đúng không ạ? Danh từ của chúng ta là từ system, hệ thống. Thì bây giờ tôi muốn nói là hệ thống công nghệ thông tin sẽ là IT system, information technology system, được chưa? Hệ mặt trời nó như thế ạ. Từ solar là thuộc về mặt trời đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là solar system. Ok chưa? Tiếp tục ạ, với cái từ data là từ dữ liệu ạ, thì chúng ta sẽ có data processing system. Ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Ok, có vấn đề gì nữa không? Rồi ok, mọi người rồi ok. Rồi, nào, vậy cô Hoàng nói lại một lần nữa nha, chúng ta không đọc nha. Đầu tiên này, từ này không đọc system này. System, system, system. Tiếp tục ạ, IT, viết tắt của Information Technology. Information Technology. Tiếp tục ạ, Solar System. Solar System. Tiếp tục ạ, Data, từ này không đọc là Data. Lý do là bởi vì không đọc như vậy đúng không ạ? Data, Data, không đọc Data đâu ạ. Data. Vậy bây giờ có từ từ process. Process mang nghĩa là xử lý. Thì chúng ta sẽ biến cái này thành danh động từ này. Data processing là việc xử lý dữ liệu. Và chúng ta thêm từ system đằng sau là hệ thống xử lý dữ liệu. Được chưa? Có vấn đề gì nữa không ạ? Ok chưa mọi người? Nhìn thấy mình này hoặc là nghe thấy này, các bạn hiểu thì các bạn thử cả like. Còn nếu có bất kỳ vấn đề gì, câu hỏi gì, các bạn hãy comment xuống dưới để mình sẽ giải đáp cho các bạn nhá. Rồi tiếp tục nào, 23, từ 23 nào. Cụm 23 chúng ta sẽ có từ là từ computer. Cái này là máy tính thôi, không có gì cả. Máy tính ạ, ok. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có một câu này. Đó là từ computer để cho âm vào âm dưới, âm thứ hai. Các bạn nói, các bạn bật mạnh cái chữ pew lên ạ. Pew, pew, computer, computer. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là computer. Anh Mỹ sẽ đọc là computer. Lý do là vì gì nhỉ? Một là chữ T ạ, mà đứng giữa hai nguyên âm thì nó sẽ được biến đổi thành flat T, tức là đọc thành chữ D. Thoải mái đọc nó thành chữ D, âm D được. Vì thế tôi có đọc từ này là computer hoặc là computer đều được. Ok chưa? Computer, computer, computer. Anh thì thường cái từ R này người ta không được chuộng lắm đâu ạ. Computer bình thường. Nhưng anh nghĩ sẽ là computer, computer. Ok? Nào, 24 ạ. 24 mình sẽ có một từ là từ meet. Từ này rất nhiều người nhầm ạ. Hai từ này khác nhau nhá. Từ đầu tiên là từ meat. Từ này mang nghĩa là thịt. Được chưa? Thịt thì nó sẽ khác với từ này. Meet, đây là verb, mang nghĩa là gặp mặt. Được chưa? Và danh từ của từ này thì các bạn biết rồi ạ. Danh từ của nó là từ meeting, cuộc gặp mặt. Cuộc gặp mặt. Ok? Được chưa ạ? Nào mọi người mình thấy có vấn đề gì, không có vấn đề gì thì bảo mình nhá. Được chưa các bạn ơi? Có nhanh quá không ạ? Các bạn có thấy nhanh quá không ạ? Nếu mà nhanh thì bảo mình nhá. Có nhanh quá không? Đọc lại một lần nữa từ 24 và 25 này. Từ đầu tiên là meet. 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 Từ thứ hai sẽ là meet. Đấy, hai từ này phiên âm của nó giống y hệt như nhau các bạn ạ. Đọc y hệt như nhau không khác gì cả. Đầu tiên là meet, thịt. Đương nhiên là muốn dịch được nó các bạn phải dựa vào ngữ cảnh đúng không ạ? Ví dụ bây giờ muốn nói là oh I want to meet Miss gì đấy. I want to meet Miss Hoa chẳng hạn. Tôi muốn gặp bà Hoa thì chỗ này chúng ta sẽ không thể gì là tôi muốn thịt bà Hoa được. Vì độ từ meet ở đây là danh từ đúng không? Vậy muốn dịch đó có nhiều bạn thắc mắc là thế là biết lúc nào nó là meet thịt và lúc nào là gặp. Các bạn phải dựa vào ngữ cảnh của nó và vị trí của nó trong câu. Ví dụ sau to thì thường sẽ là động từ chứ không thể là to danh từ meet được. Đấy chưa ạ? Ok chưa? Mọi người ơi. Rồi, tiếp tục nhá. Được chưa? Có ai gặp vấn đề gì thì hỏi mình luôn nhé. Rồi, ok, nào tiếp tục nào, mình có từ year. Tại sao cô Hoàng lại đưa từ year vào đây? Lý do là bởi vì học sinh của mình đọc toàn sai thôi. Từ này rất là đơn giản rồi đúng không ạ? Happy New Year. This is the new year, this is the first year student. Đấy, chẳng hạn thế. Nhưng rất nhiều người đọc từ này là year. Lý do tại sao các bạn bị nhầm. Âm này là âm giờ các bạn ạ. Âm đầu tiên là âm giờ, mình phiên âm ra đây thì là âm như này ạ. Đấy, âm này là âm giờ. Tức là khi các bạn nói cái miệng của bạn sẽ như này. Giờ.
Nói nhìn miệng hơi buồn cười đúng không ạ? Các bạn nhá, nó nhìn vào miệng mình này, look at my mouth. Các bạn sẽ thấy là miệng nó không phải là giờ. Bởi vì khi mà các bạn học sinh của mình nói sai, các bạn sẽ đọc là giờ ạ. Nhưng nói này sẽ là giờ cơ ạ. Tức là hai cái hàm răng của mình không được chạm vào nhau. Âm này là âm giờ, âm đặc biệt là âm 44 trong bảng IPA nó phải như thế ạ. Âm này là âm giờ. Year. Year. Nào thử một số từ nhé, ví dụ như bạn này. Bạn tôi sẽ nói là you. You tuyệt đối hoặc là you. Đấy, nếu mà ai mà học cái tiếng Anh mà ngày trước mà bị lẫn với tiếng Nga vào thì các bạn hay đọc là you á, đúng không ạ? Đọc là you, you, year, yes, đúng không ạ? Yes. Ví dụ như các bạn muốn nói là mình hét vào mặt ai đấy hoặc là mình cằn nhằn cái gì mình đọc là yell, yell, yell. Và cái sân nhà mình đọc là yard, yard, yard. Đấy, kiểu như vậy nhá. Đây, các bạn có thể gõ cái sân này. Cái sân là yard. Yell là hét, kêu lên, được chưa? Còn you này rồi thì tuổi trẻ là youth này, rất là dễ thôi đúng không ạ? Các bạn đọc qua một lần nhé. Nào nhìn miệng cô Hằng cố gắng đọc cùng nhé. Ai mà đang đeo tai nghe hoặc là xem livestream cố gắng là repeat year 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 the second word yard 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 next yell. Đấy, miệng mình sẽ đưa lên vì chữ này là chữ l ending sound, còn nó là chữ l các bạn nhá. Oh đấy ạ, oh. Vì thế tôi vật này là giàu, giàu, giàu. Và tư tùng của mình có từ này you, you. Hai từ này khác nhau mỗi cái thôi là cái đuôi ạ. Từ này là youth, youth, youth. Được chưa, được chưa? Được chưa các bạn ơi, ok chưa ạ? Nếu mà ok rồi thì các bạn hãy like cho mình phát để mình biết. Được chưa ạ? Ừ. Hương Quỳnh, chị ơi gầy thế thật á, gầy thật không? Rất cảm ơn em, khiếp được lời động viên sau bao nhiêu ngày chê béo cuối cùng cũng khen gầy. Được chưa? Rồi tiếp tục nào, 30 nhá. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ có phần 30 này. Đây là từ nào, từ tiếp theo ạ. Hai từ này thì rất giống nhau đúng không ạ? Nó khác nhau cái đuôi ạ. Các bạn nhìn miệng mình này, từ đây là food, food và foot, foot, foot. Những từ này quá quen thuộc rồi, nhưng nhớ đọc, đọc thì nhớ đọc ending sound và nhớ đây là u dài. Food, 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 food. Đây ạ, mình có thể lấy phiên âm cho các bạn để các bạn dễ nhìn nhá. Cái phiên âm nhìn nó dễ thôi ạ. Đây, rồi ok, các bạn nhìn miệng mình ạ. Âm đầu tiên là u dài, từ food, u dài, đấy chưa ạ? Còn thứ hai sẽ là u ngắn ạ, các bạn nhìn miệng mình và sử dụng cái phần phiên âm, tại vì ở đây nhìn nó hơi nhỏ, không biết các bạn nhìn rõ không. Được chưa? Rồi, vậy khi nói cái phần này các bạn miệng này, đầu tiên là food. Phiên âm cả từ luôn nhé. Food. Đấy, kéo dài như thế, kéo dài như thế. Food, food. Ví dụ hôm nay Ken làm thức ăn mẹ em làm rất là ngon. Nào, bạn nào giúp mình với. Thức ăn mẹ tôi làm rất là ngon, nào thử xem nào. Một câu như nào các bạn có thể gõ ra giúp mình xem là các bạn hiểu cái câu đấy và đặt câu đấy như thế nào ạ? Thức ăn mẹ tôi làm rất là ngon. Nào mời các bạn gõ ra giúp mình ạ. Thức ăn mẹ tôi làm rất là ngon. Để mình xem comment của ai đúng nhá. Lâu thế vẫn chưa thấy ai được. Thức ăn mẹ tôi làm rất là ngon. Ở đây mình gợi ý là nếu bạn nào mà dùng được cụm mà cụm ghép thì rất là hay. Cụm ghép các bạn cùng dùng danh từ đi với lại động từ ở dạng P2 gọi là phân từ ạ. Động từ ở dạng phân từ thì rất là hay. Xong cụm này. Nào, thức ăn mẹ tôi làm rất là ngon nào, bạn nào giúp cô nào, bạn nào giúp cô gõ ra nào. Thì nó sẽ dễ hơn để cho mọi người cùng theo dõi. Ô, không, mãi không có ai comment à. Nếu ai comment thì các bạn hãy comment lên đi cho mình biết nào. Không hề thấy có một ai comment là sao? Hay là mình không nhìn thấy ạ?
Nhìn mãi cũng không thấy ai comment, thế là sao ạ? Các bạn có nhìn thấy cô Hằng không ạ? Hay là các bạn không comment ạ? Không hề thấy có ai comment cả. Hay là do mình ở đây rồi, vẫn thấy các bạn like mà. Có thể vấn đề gì đâu nhỉ? Nào mọi người ơi, có ai viết được cái câu đấy không ạ? Thức ăn mẹ tôi làm rất là ngon, nào thưởng câu đấy nhá. Vậy nào, các bạn nhìn mình ở đây ạ. My mother cooked, đây ạ, tôi sử dụng. My mother cooked food is really delicious. My mother cooked food is really delicious. Câu này thì đơn giản thôi, cooked mang nghĩa là được nấu thôi. My mother cooked, xin lỗi, phải sở hữu cách ạ. My mother's cooked food. Vậy ở đây mình đang sử dụng một cụm từ. My mother cooked food. Cooked ở đây là được nấu. My mother cooked food. Đấy chưa ạ? Is really delicious. My mother's cooked food is really delicious. Những đồ ăn mà mẹ em làm thì thực sự rất là ngon, được chưa? Tiếp tục bạn từ số 2 này, với từ này thì không cần nói nhiều, từ này thì đơn giản thôi, nó chỉ là âm. Âm này là âm u ngắn á, và khi các bạn nói với âm này thì các bạn đưa miệng này, food, food, food rất ngắn, không đọc là food nữa. Nào, food, food, food. Ok, được chưa? Rồi nhá. Rồi ok, đây bây giờ mình mới thấy comment của hai bạn. The food my mom cooks is very delicious. À rồi ok, bây giờ mình sẽ sửa nhá. Một này, có bạn Trang Nguyễn nói là the food my mom cooks is very delicious. Câu này thực tế đúng. Câu này không sai tí nào vì bạn đang sử dụng nó là mệnh đề quan hệ đúng không ạ? Mệnh đề quan hệ ở dạng rút gọn là rút gọn luôn cái từ gọi là giới từ à phó từ. Cô xin lỗi, tân ngữ ạ. The which, đáng ra bình thường sẽ là the food which my mom cooks is very good. Ok, đồng ý ạ. Câu này được. Tiếp tục câu số 2 của bạn Hà Việt Nguyễn nói là my mom's made food. My mom's made food. My mom's made food delicious today. Rồi ok. Câu này my mom's made giống như kiểu là homemade đúng không ạ? Thế thì mình nghĩ là không cần phải có cái sở hữu cách đâu ạ. Không cần phải có sở hữu cách đâu ạ. Made food thì ở đây hiểu là ở nhà làm tại nhà giống kiểu homemade đấy ạ. Thì chỉ là my mom made thôi. Rồi ạ, my mom made food is delicious. Bạn Hà Việt Nguyễn thiếu tính từ thiếu to be vì bạn đang đi với tính từ. Rồi nhá, tiếp tục nào, từ số 32, đấy chưa? Tiếp tục nhá. Vừa nãy chắc có thể là mạng có vấn đề gì đấy. Nào, các bạn biết này, mỗi từ mà thêm verb in vào thì cái này được gọi là danh động từ. Viết tắt là gerund. Gerund. Gerund mang nghĩa là danh động từ. Được chưa? Việc đọc. Việc đọc. Ok chưa? Trong tiếng Anh ạ, thì các bạn biết này, ví dụ động từ read tôi biến thành reading thì nó sẽ là đọc và trở thành việc đọc. Được chưa? Ok chưa? Khi các bạn nói cái phần này các bạn nhớ cho mình ạ, thêm đuôi ing vào thì ngay lập tức sẽ biến thành danh từ, cái gọi là danh động từ. Tại sao cái này lại gọi là gerund? Gerund tức là một từ vừa làm động từ vừa là danh từ được. Các bạn nhớ cho mình như thế nhá. Vậy cho nên chúng ta có động từ read và chúng ta nói là danh từ reading, việc đọc. Nào các lớp bắt đầu các bạn đọc theo mình nhá. Repeat này. Read, reading, read, reading. Ok, được chưa? Tiếp tục nào, từ số 2 ạ. Mình có từ listen. Đó, tương tự các bạn có thể tự biết được đúng không ạ? Listen và listening là việc nghe. Việc nghe. Tiếp tục ạ, speak và speaking là việc nói. Được chưa? Rồi ạ, được chưa ạ? Các bạn ok hết chưa ạ? Rồi, tiếp tục nhá. Nào, xem còn từ gì nữa ạ? Từ này ạ. Rồi, từ này mang nghĩa là luật pháp. Và đây là luật sư. Luật pháp và luật sư. Luật pháp và luật sư. Ok chưa? Nào, vậy một số bạn đọc cái phần này các bạn nhớ cho mình này. Từ này đọc là law chứ không phải là law. Lý do là bởi vì khi các bạn thấy phiên âm của nó sẽ là chữ O dài các bạn ạ. Law, đấy ạ. Hơi cong lưỡi vào, hơi miệng hơi tròn lại vì đây là chữ O dài sẽ là chữ UO. Nào các bạn nhìn miệng mình nhá. Law, đấy ạ. Ví dụ như là every day we live following the law. Hàng ngày thì chúng ta sống dựa theo pháp luật. Following là đi theo cái gì đấy. Following, đấy chưa? The law. The law. Ok. Nào. Được chưa? Các bạn ok hết chưa? Ok chưa? Không biết là các bạn nhìn được có rõ, để mình chỉ lại xem cái màn hình. Được chưa? Tại vì hình như vừa mình vừa ấn vào phần mạng.
Rồi được chưa? Bạn ơi. Rồi rồi rồi, ok. Nào tiếp tục nha, tiếp tục ạ. 36. Mình có từ đó từ enact. Tại sao cô Hằng lại nói từ này sau từ lore? Lý do là bởi vì lore và lore đều liên quan đến enact, mà nghĩa là ban hành. Một số bạn thì không biết là cái tiếng động từ ban hành của luật pháp sẽ là cái gì ạ? Vậy các bạn sẽ nhìn nhá. Nào, từ đầu tiên này, nếu tôi muốn nói một câu đó là pháp luật được ban hành, thì tôi sẽ sử dụng một câu đó là từ lore, are enacted. Rồi nè, có ai hiểu tại sao cô Hoàng lại sử dụng are ở đây không ạ? Rồi ok, nào. Pháp luật ạ, là laws rồi đúng không ạ? Các luật pháp ấy, luật. Nào, ở đây có từ là are enacted. Thì các bạn để ý cho mình ạ, ở đây các bạn biết rồi, luật nó là các bộ quy phạm rồi thì các thể loại đúng không ạ? Một quốc hội ban hành ra thì các bạn để ý cho mình, động từ của nó phải là động từ bị động. Vì bản thân luật không thể tự ban hành nó được, đúng không ạ? Mà người ta ban hành nó và người ta sẽ sử dụng một từ đó là câu bị động vào trong phần này. Nếu mà bạn nào chưa hiểu, các bạn có thể dừng lại ở đây và mình có thể giải thích một chút nhá. Với những từ mà nó không liên quan đến việc chủ động, bản thân nó ví dụ thường sẽ là người ban hành luật pháp, được chưa? Nhưng luật pháp phải được ban hành, chúng ta sử dụng câu với cấu trúc bị động đi kèm to be cộng P2. Đây là to be ạ, to be is, am, are, và P2 với đuôi ed, ok chưa? Is, am, are enacted. Thống chưa? Được chưa các bạn ơi? Có vấn đề gì không ạ? Có vấn đề gì không ạ? Ok, chính xác ạ. Rồi bạn Trinh Nguyễn có nói là passive voice, chính xác rồi ạ. Enforce được ạ. Enforce mang nghĩa là áp dụng, ban hành được ạ. Nào, từ số 37 nhá. Nào, 35, 36 Hoàng sẽ đọc lại một lần nữa này. Lore. Ok, nhìn miệng mình này. Lore, tức là miệng mình không đọc là lo. Đây nó không phải là lo như kiểu lo lắng của chúng ta, mà nó là lore. Nhìn miệng mình sẽ đưa vào một cái và đưa cái chữ O vào sau đúng không? Lại một lần nữa nhá. Lore, ví dụ như là laws are enacted. Tiếp tục ạ, từ luật sư ạ, chúng ta sẽ có từ này, nhưng mà đặc biệt từ này không đọc là lawyer mà đọc là lawyer. Thêm một chữ year là giữa. Các bạn nhìn miệng mình nhá. Lawyer. Ok, được chưa? Again nhá, lại một lần nữa này. Lawyer and lawyer. And the verb enact. À, tại sao từ này không đọc là thờ thôi mà lại đọc là thờ, vì giờ có chữ CT ở trước đằng sau ạ. Enact. Được chưa? Rồi nha. Được chưa các bạn ơi? Tiếp tục này. Có câu hỏi gì không ạ? Rồi, các bạn có hỏi gì các bạn cứ hãy comment xuống dưới này, và nếu các bạn hiểu rồi các bạn hãy like cho mình biết nha. Rồi, ok, very good. Tiếp tục, từ số 37 ạ, mình có từ power. Cái này có thể hiểu là quyền lực. Power thì hiểu là quyền lực hoặc là sức mạnh thì thôi, đúng không ạ? Power và tính từ của nó mình sẽ đi kèm ở trên này, nó từ powerful, được chưa? Rồi ok, nào tiếp tục bạn sang một chủ đề khác, ví dụ như chủ đề chúng ta kiếm tiền, đúng không ạ? Kiếm tiền là earn money, các bạn đều biết rồi, đây là kiếm tiền. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta có rất nhiều từ để thể hiện cái phần này. Một là make ends meet, xin lỗi không có chữ s gì ở chữ make ends meet, mang nghĩa là kiếm sống. Nó sẽ tương đương với cụm từ earn living, cũng là kiếm sống ạ. Tức là kiếm tiền này. Every day we make money to support our own life and our family. It means make ends meet or earn living. Cô Hằng nói lại nhá. Every day we make money to support ourselves and support our families. We will say that making ends meet or earn a living. Các bạn hiểu cho mình là gì? Hàng ngày kiếm tiền để support bản thân của chúng ta, tức là nuôi sống bản thân này. Và support family thì chúng ta sẽ sử dụng cụm từ này là make ends meet. Ok chưa? Được chưa? Được chưa các bạn ơi? Nếu mà hiểu rồi thì bảo mình nhá. Tiếp tục nào. Next one. Thêm một cái nữa nhá. Ví dụ khả năng của chúng ta sẽ là ability. Khả năng. Tiếp tục một số từ nữa này, để tẹo nữa mình sẽ có một phần nữa là phần tell. Đây, đọc một thể. Các bạn đều biết một số từ này rồi đúng không ạ? Đầu tiên là khả năng không có gì cả. Ability là ví dụ tôi có khả năng làm gì đấy. Tôi ví dụ nhá, tôi có khả năng là chơi piano chẳng hạn đúng không ạ? Vậy she has ability to play the piano.
Now, she has ability to play piano. To play piano. Vậy cô ấy có khả năng chơi piano. Ví dụ như mình muốn nói một từ dưới thì các bạn có thể sử dụng từ đấy là từ television. Nhưng đặc điểm của nó trọng âm nó hơi khác này. Trong tiếng Anh từ television ạ, nó có trọng âm và từ V. Đúng không ạ? Nếu như các bạn theo quy tắc học của bạn sẽ là television. Có đúng không ạ? Các bạn đều biết rồi, kết thúc bằng E-O-N thì nó sẽ trọng âm rơi vào âm trước nó. Tuy nhiên từ television là một từ cực kỳ ngoại lệ. Nó không rơi vào âm television mà nó rơi vision mà rơi vào âm tag. Lý do đây là từ mượn các bạn ạ. Television. Television. Television không phải là television. Đấy chứ là nếu ai mà từ trước giờ sai thì các bạn hãy đổi đi nhá. Đọc là television. Không có đọc, xin lỗi, không đọc là television nữa. Các bạn đọc là television. 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 Rồi tiếp tục là radio nè. Radio. 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 Và media. Media. Dễ thôi. Media. Không đọc là media. Từ này không có chữ E. Đây là E ạ. Media. Media. Rồi vậy ba từ này nghĩa là gì ạ? Television là cái TV như mình đang show cho các bạn đây. Radio là phương tiện nghe, đúng không ạ? Là cái radio, cái đài. Media thì nói chung là các phương tiện thông tin đại chúng. Phương tiện thông tin đại chúng. Được chưa? Rồi ok. Được chưa mọi người ơi? Rồi, nào, mọi người mà hiểu rồi thì hãy bảo mình đi ạ. Có vấn đề gì không ạ? Xong rồi đúng không ạ? Nào, sang từ 41 nhá. Từ này thì hay thôi. Internet. Net. Go online. Go offline. Rồi, chỗ này mình sẽ yêu cầu một số bạn đặt câu cho mình nhá. Từ đầu tiên là từ Internet. Từ này không đọc là Internet, mà nó sẽ đọc là Internet. Internet. Vậy từng âm một này. N thành N thì nó nhận trọng âm. N. N. Ter thành ter. Hạ giọng. Ter. 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 Net thành net. Đấy ạ. Các bạn nhớ nó internet ạ. Đọc là internet. Đấy chưa ạ? Now, internet. Now again nha. Everyone, can you repeat after me? Internet. 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 Vậy bình thường chúng ta có thể nói là dạng short form đơn giản là net. Net. Đấy chưa ạ? Rồi, net. Tiếp tục ạ, mình có một từ là go online và go offline. Các bạn biết từ go online không ạ? Các bạn có thể sử dụng hai tính từ, một là to be online hoặc là to be offline. Ví dụ như she is online now, she was offline yesterday. Nhưng các bạn có thể sử dụng là she goes online và she goes offline. Nào các bạn thử nhá. Một bạn giúp mình nào. Tháng này cô, xin lỗi tuần này ạ. Tuần này cô ấy đã offline hai lần. Xem nào, các bạn có thử làm cho mình câu đấy xem. Hãy gõ ra giúp mình ạ, các bạn ơi, hãy gõ ra giúp mình để mình check lại nào. Tuần này cô ấy offline 2 lần. Rồi, đấy kiểu như vậy. Tuần này cô ấy offline 2 lần rồi. Cô sẽ gõ ra đây nhá. Tuần này cô ấy offline 2 lần rồi. Nào, go online và go offline. Các bạn thử áp dụng câu này cho mình ạ. Tuần này cô ấy offline 2 lần rồi. Nào, xem nhá. Đây, các bạn comment không ạ? Các bạn comment vào đi ạ. Rồi ok các bạn ơi. Tiếp tục đi ạ. Comment đi cho mình biết nào. Rồi, bạn Giang Nguyễn Võ Lâm. This week she has offline 2 times. Mình đang muốn sử dụng một cái từ đó, từ go online và go offline. Vì lý do offline và online nó là trạng thái, nó là tính từ đấy mà. Giang Nguyễn Võ Lâm này, nếu như em mà sử dụng cụm từ đó là goes, has online và has offline thì nó sẽ không đúng đâu ạ. Vì lý do ở đây mình sử dụng cái từ go đằng trước để nó hạn định vào động từ. Đấy chưa? Kim Chi Bùi, Chi Chi Bùi xin lỗi. She goes offline twice this week. Gần đúng rồi đấy em ạ. Lý do là bởi vì ở đây mình sẽ giải thích sau. Tẹo lại sẽ nói nhá. This week she went offline 2 times. Thằng nhóc
Thảo Nguyễn trước nha. This week she went offline. Rồi ok, từ từ đã. Với cái câu này, nếu các bạn sử dụng went offline cũng được, nhưng mà nó sẽ không hợp lý lắm. Bởi vì như sau ạ, mình sẽ giải thích này. Rồi, Kiều Trang Thái Ngọc. This week she went offline twice. She went offline this week. Nào, cô Hằng sẽ phân tích nha. Rồi ok, rất cảm ơn các comment của các bạn. Và đáp án của bạn là hầu hết đúng đến 90% rồi. Nhưng bây giờ cô Hằng giải thích này. Một ạ, khi chúng ta nói đến tuần này, tuần này, tức là cái sự việc này thực sự là nó chưa kết thúc các bạn ạ. Bởi vì lý do là cái này nó đã hạn định vào tuần này cơ ạ. Có thể hôm nay là thứ bảy hoặc chủ nhật, đúng không ạ? Nhưng cái việc tuần này tôi chưa muốn nói là nó đã kết thúc. Và khi mà các bạn chưa biết rõ ràng này, các bạn nên sử dụng hiện tại hoàn thành. Present perfect là tuyệt vời nhất. Vì lý do chúng ta chưa biết việc này đã kết thúc chưa. Được chưa? Và thêm một cái nữa là chúng ta có hai lần, tức là đếm về cái số lượng xảy ra cái hành động này thì hiện tại hoàn thành vẫn là thì tuyệt vời nhất ạ, và đúng nhất. Vậy chúng ta nếu các bạn sử dụng went, các bạn nhớ cho mình này, vì các bạn sử dụng là went tức là việc đã xảy ra rồi và không hề liên quan gì đến hiện tại nữa. Được chưa? Nhưng trong trường hợp này các bạn nhớ cho mình ạ, thường sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành với việc mà chúng ta chưa biết đã kết thúc hay chưa. Ok chưa? Nào các bạn ok chưa đã? Rồi vậy cô Hằng sẽ giải thích câu này này. Một ạ, tuần này sẽ là this week. Được chưa? Cô Hằng đang muốn nói và sử dụng với thì hiện tại hoàn thành, tôi sử dụng là she. Được chưa? Rồi, có một bạn nói là has offline, has online, mình không đồng ý với phần này. Vì lý do mình cũng không sử dụng cái has online và has offline, tôi có thể dùng là be, has been online, offline thì được. Ok chưa? Vậy tôi sử dụng là go, been này. She has gone offline. Hai lần các bạn thử dùng là two times, nhưng mình thường dùng là twice. Và thêm một từ là rồi, là từ already. Tuần này cô ấy đã offline hai lần rồi. Có thể là hàng ngày cô ấy vẫn chat rất là kinh khủng đúng không ạ? Nhưng tự nhiên biến mất hai lần. Vậy các bạn nhìn lại mình nhá. This week. Đây là việc tôi chưa biết nó xảy ra đã kết thúc hay chưa. Tôi sử dụng nó ở hiện tại hoàn thành. Tiếp tục. Has gone offline. Là đã đi mất đúng không ạ? Offline hay mất. Twice là hai lần. Và already. Ở đây tôi muốn sử dụng từ already mà nghĩa là rồi. Và từ này rất hợp với cái thì has gone này. Nào tất tật được mọi người đã ok chưa? Cô Hằng nói lại một lần nữa này. This week she has gone offline twice. Rồi, ok, Chi Chi Bù, she has gone offline twice this week. Rất tốt em. This week she has gone offline twice time. À, twice time, Trang Nguyễn không cần phải twice time đâu em ạ. Không cần twice time vì lý do twice chính là two times rồi. Mạng lock qua nghe không rõ à? Rồi, ok, được chưa các bạn ơi? Nhìn các bạn nghe thấy mình ok chưa ạ? Có vấn đề gì nữa không ạ? Có vấn đề gì không? Rồi, Hà Nguyễn, she goes offline twice this week. Hà Nguyễn ơi, em mà sử dụng là hiện tại đơn thì lại không phù hợp. Lý do là bởi vì hiện tại đơn nó chỉ áp dụng cho hai trường hợp, em còn nhớ không nhỉ? Nếu mà em học ở trong lớp của chị thì em nhớ rồi đúng không? Một đó là việc hiển nhiên và hai là thói quen. Cái này không hề phải là thói quen, cũng không phải là việc hiển nhiên. Hà hiểu không? Rồi ok, chị Tùng ơi đã nghe rõ chưa ạ? Rồi, vậy Chi Chi Bùi này, she has gone offline twice this week. Câu của Chi Chi Bùi đúng rồi đấy. Rất tốt rồi đấy. This week she has gone offline twice time. Trang Nguyễn không cần time nữa, chỉ cần twice thôi. Rồi, tiếp tục nhá. Rồi nha, xong ạ, tiếp tục này. Cố gắng hết trong từ, không phải muộn quá. Từ 42 ạ, sự thật sẽ là gì? Twice. 42 này chúng ta có từ facts hoặc là truth. Sự thật. Nào, nhớ nhá, fact và truth đều là sự thật. In fact là sự thật, là trong thực tế là, và truth. I want to tell you the truth. Tôi muốn nói với bạn về sự thật, về câu chuyện này. Đó là cô Hằng rất xinh. Ví dụ như thế. Rồi tiếp tục ạ. Từ tiếp theo ạ. Từ này là một từ mình muốn đưa ra vì rất nhiều người đọc sai. Từ này không đọc là temperature, nhiệt độ, mà nó đọc là temperature. Lý do là nó chỉ đọc 3 âm tiết thôi. Không phải là temperature, mà là temperature các bạn ạ. Và bật thật nhanh này. Temperature. Ok, lại một lần nữa nhá. Temperature. Có lẽ là chur. Ok. Rồi tiếp tục nhá. Mình có từ thermometer, nhiệt kế. Ok, so as you may know before, thermometer is a device which is used to measure the body's temperature. Thermometer is a device to measure the body's temperature. Là gì ạ? Nhiệt kế là một cái loại device, là một cái loại thiết bị, đúng không ạ? To measure là cân đong đo lường. Body là cơ thể của chúng ta. Temperature là nhiệt độ. Vậy nhiệt kế là cái loại thiết bị đo lường được nhiệt độ cơ thể, chính xác. Ok, rồi tiếp tục nhá. Mình có từ, các bạn đọc lại với mình một chút nhá. Từ này mình muốn lưu ý một chút này. Từ này ạ, các bạn đọc các bạn toàn sai vì lý do các bạn không để lưỡi đúng ạ. Từ đầu tiên này,
sir. Vậy có hai cái để ý, một là chữ er cong lưỡi er và hai là chữ thò lưỡi ra ngoài sir sir. Thermometer thermometer, ba cái âm sau dễ thôi. Thermometer thì dễ nhưng sir này. Thermometer 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 thermometer. Ok rồi nhá. Phạm Hoàng Vương hỏi indeed có phải là sự thật không? Indeed là thực tế. Em hiểu indeed là thực tế chứ không phải là sự thật. Indeed là giới từ, từ trạng từ, từ nối em ạ. Indeed là trạng từ, từ nối. Đấy chưa? Rồi Hoàng Phương ok chưa? Tiếp tục này, đọc lại một lần nữa câu số 30 từ 43 và 44 nhá. Temperature và thermometer. Again, temperature và thermometer. Ok. Rồi tiếp tục ạ, mình có từ society, xã hội và social. Rất nhiều là social ấy ạ, là thuộc về xã hội. Hai từ này liên quan đến nhau các bạn ạ. Từ đầu tiên ạ, society. Society là xã hội chúng ta. Ví dụ human society là xã hội loài người, đúng không ạ? Vậy các bạn để cho mình là từ society thì đơn giản thôi. Society thì cho ông cái này các bạn, nó thay là chữ y này. Kết thúc này thì đếm lên ạ. A, C, được chưa? Society, society, được chưa? Còn từ này không đọc là social, mà thực tế nó chỉ có hai âm tiết, two syllables. The first is so and the second is show. Nhớ không đọc là social. Học sinh của mình tuyệt đối không đọc từ này là social mà đọc là social, social, social. Ok, rồi nào bây giờ nhá. Mời các bạn đặt cho mình câu như sau ạ. Xem nào, mình có thể chữa ngay cho các bạn này. Xã hội loài người đang thay đổi rất nhanh. Đấy, rất là rõ về thì và ngữ pháp đúng không ạ? Nào các bạn giúp mình nào. Dịch cho cô sau ạ. Translate the sentence. Xã hội loài người đang thay đổi rất nhanh. Các bạn ơi cố gắng nào. Xã hội loài người đang thay đổi rất nhanh. Giúp Hoàng comment nhá. Community là cộng đồng em ạ. Phạm Hoàng Phương, community là cộng đồng em nhá. Rồi, nào các bạn ơi cố gắng dịch cho cô nào. Xã hội loài người đang thay đổi rất nhanh. Các bạn hãy comment để cho mình biết nào. Human society is changing dramatically. Very good. Rất tốt ạ. Linh đinh, ok ạ. Còn ai có đáp án khác không ạ? Các bạn tiếp tục đi ạ. Xã hội loài người đang thay đổi rất nhanh. Rất nhanh, rất nhanh. Rất nhanh thì có nhiều từ đúng không? Rồi, có một bạn Trang Nguyễn nữa này. Human society is changing quickly. Ok, good. Tiếp tục nào. Còn ai nữa không ạ? Human social are changing very fast. Ok, chị Quỳnh, chị Tùng Đỗ, xin lỗi, chị Tùng Đỗ gần đúng rồi ạ. Chị Tùng có một đặc điểm như sau ạ. Khi mà chị làm phần này, chị phải để ý ạ. Nó sẽ là danh từ hay tính từ đây nhỉ? Từ social ạ, nó là tính từ thuộc về xã hội. Đây là tính từ adjective. It is an adjective. Và it is a noun. Được chưa? Vậy khi các bạn làm phần này các bạn để cho mình ạ, social sẽ là tính từ mà tính từ không bao giờ đứng đầu làm chủ ngữ được chị Tùng. Rồi, ok, chị Tùng nhớ nhá. Vậy từ này human social là sai rồi. Now, society people is changing very fast. Giang Nguyễn Võ Lâm gần đúng rồi em ơi, các bạn nhớ cho mình nè. Khi các bạn muốn dùng một cụm danh từ thì cái tính chất của nó phải đứng đằng trước. Xã hội gì? Xã hội loài người. Vậy loài người là tính chất hạn định của nó, xã hội loài người nhưng mà là loài vật. Kiểu như vậy đúng không ạ? Thì là người đó phải đứng trước cái từ society đấy. People society gần đúng. Is changing very fast. Fast thì ok rồi. Human society is changing right away. Chi Chi Bùi nói sử dụng từ right away là ngay lập tức. Cũng không, thực tế là chưa sát lắm. Quickly là ok rồi, fast là ok rồi. Nào còn gì nữa không ạ? Còn ai nữa không ạ? Rồi ok, nào vậy bây giờ mình chữa nhá. Xã hội loài người rất là tốt, rất là dễ cho các bạn đúng không ạ? Human society. Được chưa? Is changing hoặc is developing các bạn ạ. Cái từ thay đổi đấy hiểu ý của mình là phát triển lên đấy ạ, được chưa? Very hoặc là really. Một là dramatically. Dramatically. Và hai là từ fast, ba là từ quickly. Quickly. Đều ok ạ, được chưa? Vậy chúng ta có thể đọc lại một lần nữa này. Human society is changing or developing. Không phải là develop hay là develop, mà đọc là developing. Really dramatically. Không có really cũng được, không có cũng được, không vấn đề. Hoặc là is changing fast or is changing quickly. Rồi, xong nhá. Từ 47 ạ, mình sẽ có từ activity.
hoạt động. Số nhiều của nó sẽ là activities như thế này. Số nhiều viết nếu là các bạn để ý cái cách viết của nó, đuôi y dài sẽ biến thành es gì? Nào, ies đúng không ạ? Các bạn đọc lại nha. Activity, activity, activity. Được chưa? Một lần nữa này, one more time. Activity, activity. Xong. Rồi tiếp tục từ số 48 mình sẽ có một từ industry là công nghiệp. Và từ số 49 từ này rất là hay, đó là industrial, là thuộc về công nghiệp. Từ 50 là industrialize, công nghiệp hóa. Rồi, vậy bây giờ nha, các bạn sẽ thấy phân tích này. Một, cái này là danh từ, noun. Cái này là tính từ, adjective. Và cái này cuối cùng là động từ. Các bạn nhớ cho mình đuôi I-Z-E, I-Z-E luôn luôn là động từ. Rồi ok, vậy nào, thử một lần nữa nhá. Đất nước chúng ta đã có sự phát triển công nghiệp hóa đúng không ạ? Đấy. Nào, thế bây giờ thử xem nào. Công nghiệp hóa đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Bạn nào đã giúp cô câu này nhé. Công nghiệp hóa đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Nào, thử đi các bạn ơi. Dịch giúp cô câu này. Công nghiệp hóa đem lại nhiều lợi ích cho đất nước nào. Công nghiệp hóa đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Công nghiệp hóa đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Các bạn giúp mình nào. Tiếp tục đi các bạn nào. Mình sẽ đợi các bạn. Công nghiệp hóa đem lại nhiều lợi ích cho đất nước nào. Rồi, industrializing brings a lot of advantages to our country. Gần đúng rồi đấy. Very good, Trang Nguyễn. Industry brings the country much benefits. Linh Đinh, có một vấn đề là benefits đếm được, em không dùng đủ dùng much. Linh Đinh nha, em dùng many. Tiếp tục nào, còn ai nữa không ạ? Rồi, Trang Nguyễn đã biết sử dụng cách bạn biến từ during đúng không? Biến từ industrialize thành vật endurance, được chưa? Rồi, tạo nên mình sẽ chữa nào. Còn Linh Đinh thì ở đây nếu industry chỉ là công nghiệp thôi em ạ, chưa phải là công nghiệp hóa. Chưa phải công nghiệp hóa. Nào còn ai nữa không? Các bạn làm nốt đi để cô học trước một thể. Rồi nào, để tiết kiệm thời gian thì cô Hoàng sẽ chữa luôn nha. Một, công nghiệp hóa chúng ta sử dụng danh từ industrialization. Industrialization. Các bạn nhớ cái cụm từ đã kết thúc bằng I-Z-E, I-Z-E thì thường nó sẽ có một phần thêm chữ ation biến thành danh từ. Đây là công nghiệp hóa. Danh từ đấy ạ. Vậy cả lớp nhìn mình này. Industrialization. Trialization. Brings many benefits to. Benefits to our country. Hoặc đơn giản là brings our country, đúng không? Industrialization brings many benefits to our country. Vậy ở đây có một bạn, đó là bạn brings many benefits to our country. Kiều Trang Thái Ngọc làm đúng rồi này. Industrialization bring our country many benefit. Đặc điểm của cái câu vừa nãy ạ, thì các bạn thấy ở đây mình chữa một số comment của bạn nhé. Ồ, sợ mất comment rồi. Đây, các bạn thấy là ở đây Chi Chi Bùi này, Chi Chi Bùi đã rất là cố gắng trong phần này rồi này. Industrialization là đúng rồi nha em. Bring ở đây chúng ta phải xem chữ SC vì lý do cái việc công nghiệp hóa, quá trình công nghiệp hóa chúng ta không đếm được. Cái đấy là một cái việc gọi là nó không phải là cầm nắm được đâu ạ. Nó chỉ là một cái term để nói về cả một quá trình rất là lớn. Vậy cái từ này sẽ dùng là brings, được chưa? Kim Chi Bùi. Tiếp tục này, benefit thì nó đếm được, vì thế em dùng many, nó phải dùng SC nữa, benefits, được chưa? Phan Thị Thảo Nguyên, industrialization brings many benefits to the country. Rồi, đồng ý. Rất nhiều người làm đúng đúng không ạ? Rất tốt ạ, rất tốt, rất tốt. Tiếp tục này. Từ số 51 này.
Story, dễ hóa rồi đúng không ạ? Story, câu chuyện. Và rất nhiều người nhầm với từ này. Store là động từ, verb. Đây là danh từ nhá. Store, đây là verb, mang nghĩa là lưu trữ. Được chưa? Và nếu store mang nghĩa là danh từ thì nó cũng mang nghĩa là cửa hàng. Được chưa? Còn storage là khả năng lưu trữ, nơi lưu trữ, thường sẽ là khả năng. Được chưa? Vậy các bạn để ý cho mình một số từ đều bắt nguồn từ store này. Đầu tiên ạ, story, nhìn miệng mình nhá. Story, store. Còn nhớ không ạ? OR đi với nhau sẽ là O dài, luôn luôn là như vậy. Or, or, được chưa? Store, story. Tiếp tục, store, store and storage. Từ này, mỗi từ kết thúc bằng chữ GE các bạn luôn luôn đọc là âm J. Âm J, nhìn miệng ạ. J, nó giống chữ J trong chữ rỉ mũi của mình ấy. Rỉ mũi nhá. Rồi vậy bây giờ các bạn nhìn mình lặp lại một lần nữa này. Story, store, store and storage. Storage. Được chưa? Thống chưa? Rồi ạ, tiếp tục. Còn gì nữa không ạ? Xem có ai hỏi gì không ạ? Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục ạ. Từ số 55 ạ. Rồi cái từ là từ community, chính là một từ một bạn vừa hỏi mình ạ. Community dịch là cộng đồng. Cộng đồng. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ có một số cái cộng đồng rất là nổi tiếng, đó là LGBT chẳng hạn. LGBT community là cộng đồng LGBT. LG viết tắt LGBT, sorry. LGBT. Được chưa? Viết tắt có từ gì các bạn tự tìm hiểu nhá. Tiếp tục ạ, mình có từ là từ definition. Define là động từ này, verb, định nghĩa. Definition. Definition là sự định nghĩa. Rồi ok. Nào vậy các bạn để ý cho mình là động từ define chứ không phải là động từ definite. Một số bạn đây không biết cái từ này. Một này, ví dụ tôi muốn nói là sự định nghĩa của LGBT là gì? What is the definition of LGBT? What is the definition of LGBT? Ví dụ như thế nhá. What is the definition? Definition of LGBT. Được chưa? Thì cái này chúng ta dùng danh từ. Được chưa? Còn ví dụ bây giờ chúng ta hỏi là bạn có thể định nghĩa LGBT được không? Nào Isaac cô nào. Dịch câu này ạ. Bạn có thể định nghĩa LGBT được không? Câu này dễ nào. Làm nhanh nào. Gõ ra cho Hoàng ạ. Bạn có thể định nghĩa LGBT được không ạ? Bạn có thể định nghĩa LGBT được không? Bạn có thể định nghĩa LGBT được không ạ? Được chưa? Các bạn nhìn vào đi ạ. Can you define LGBT? Very good. Robert Nguyễn này, Linh Đinh đúng rồi này. Rồi, ok. Rồi rất tốt ạ, rất tốt ạ. Ok. Vậy ở đây có Robert Nguyễn và Linh Đinh đều hỏi rất là đúng về ngữ pháp này. Can you define LGBT? Can you define? Could you define? Rồi ok. Rồi chỗ này ạ, có một bạn hỏi là could you define chi chi bùi ạ? Câu này hoàn toàn đúng. Lý do là can you và could you đều hiểu là bạn có thể làm gì không, nhưng từ could thì mang nghĩa là lịch sự hơn, mình đề nghị lịch sự hơn, mình hỏi người ta cái gì lịch sự hơn, người ta trên vế mình dùng could, còn bình thường mình dùng là can. Tiếp tục ạ. Có một bạn đã hỏi nữa này, đây là what LGBT is mean, thì anh Đỗ Xuân Ben nói là what LGBT is mean, câu này không đúng ạ. What is the meaning of LGBT thì được, chứ không ai nói là what LGBT is mean. Được chưa? Hoặc là what does LGBT mean thì được. Anh Đỗ Xuân Ben nhớ nhá. Can you define đúng rồi, Phan Thị Thảo Nguyên đúng rồi, Tùng Đỗ can you define đúng rồi ạ, Hồng Hoàng can you define, define của Hồng Hoàng bị viết sai chính tả ạ. Could you define đồng ý, rồi xong nhá. Vậy anh Ben để ý lại giúp em nhá. Anh mà muốn dùng động từ mean là có nghĩa như thế nào, anh phải sử dụng đó là trợ động từ LGBT với trợ động từ, đó là trợ động từ does. What does LGBT mean, không dùng là is. Rồi nhá, what does, có mấy cách như sau ạ. LGBT mean. What is the meaning of? The meaning of LGBT. Tuy nhiên là câu hỏi của mình là các bạn sử dụng là can hoặc là could you define thì là đúng nhất, đúng không ạ?
LGBT. Rồi, xong nhá. Very good ạ. Các bạn hợp tác rất là tốt ạ. Và mình có thể thấy là các bạn đang nắm rất là ổn những phần mà mình giảng. Tiếp tục ạ, mình sẽ có từ là từ safety. Safe, tính từ. Safety là sự an toàn. Danh từ nữa. Rồi, đây là các bạn để ý cho mình nha. Đầu tiên là an toàn, hai là cái két, két sắt đó. Và ba nữa là sự an toàn. Vậy để ý cho mình, nếu như các bạn sử dụng cái phần này, để ý này, safe là tính từ. Nếu các bạn muốn biến nó thành adverb là phó từ, các bạn thì thêm đuôi ly thôi, safely. He landed safely là anh ấy đã hạ cánh an toàn, kiểu như thế. Tiếp tục ạ, từ số 2 là từ safe này này. Ví dụ như là she put everything in the safe. She put everything in the safe là cô ấy đã cất toàn bộ mọi thứ vào trong cái két sắt rồi. Và cuối cùng mình có từ safety là sự an toàn, được chưa? Nào từ 59 nào, mình có từ là từ quality. Và rất nhiều người nhầm cái từ này với từ quantity. Quality chất lượng. Và quantity là số lượng. Nhớ nhá, quality và quantity, được chưa? Có một số bạn còn nhầm cái từ này, warranty là danh từ mang nghĩa là bảo hành. Sự bảo hành, warranty, được chưa? Nhìn lại miệng mình nha, đầu tiên này, các bạn nhìn miệng này, qua, nó không phải là qua. Tiếng Anh từ qua này ạ, thực tế là đọc nó sẽ như thế này ạ. Đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ? Qua đọc sẽ là qua. Qua. Để cho tẹo nó mình lấy một số ví dụ nữa nha cho các bạn hiểu nhá. Từ này không đọc là quality hay là quantity mà tôi đọc là quality, bật mạnh chữ k lên. Quality, quantity và tiếp theo là warranty. Lại một lần nữa nhá. Quality. Qua. Bật mạnh lên như thế. Mình nói rất là to cho các bạn nghe rõ đúng không ạ? Nào, quality, quantity và warranty, được chưa? Rồi nào, tiếp tục mình lấy một ví dụ nữa với từ này, đó là từ queue, xếp hàng ạ. Xếp hàng. Và từ tiếp theo là từ queen, là nữ hoàng. Đều bắt đầu bằng cái chữ queue này ạ. Các bạn để ý từ này không đọc là queue, mà đọc là queue. Bật mạnh hay là queue. Còn từ tiếp theo 63 đọc là queen, tức là queue. Bật mạnh lên ạ, queen. Again nhá, one more time, read after me. Queue. Is it every day he queues to take the ticket, to take the train ticket to work chẳng hạn. Là every day he queues to take the train ticket to work. Hàng ngày anh ấy đều phải xếp hàng để lấy train ticket là vé tàu to work là đi làm việc. Và queen là nữ hoàng, không đọc là queen, the queen không đúng. Rồi ok, nào từ tiếp theo nào. Từ này ai cũng quen thuộc rồi, các bạn biết từ này là language, ngôn ngữ. Ngoại ngữ là foreign language, ngoại ngữ. Nào, ví dụ nha, các bạn để ý cho mình ạ, thêm một từ nữa nhá. Dialect là phương ngữ, tức là giọng địa phương, ngôn ngữ địa phương đúng không ạ? Rồi ok, nào, từ đầu tiên là language. Từ này không đọc là language, các bạn để ý cho mình này. Từ đầu là lang, nhìn miệng mình nhá các bạn nhá. Rồi, ok, nào, nhìn miệng mình này. Từ này là language. Được chưa? Từ này rất nhiều người đọc là language là bởi vì là các bạn nhầm là len là sai, mà đây là lang. Miệng mở rộng chữ A. Language. Wow, âm W giữa. Lại một lần nữa nhá. Language. Ok, rồi nha. Ví dụ như là every day I learn a lot of languages such as Spanish, Chinese and English. Hàng ngày thì tôi học rất, ví dụ Quảng nói lại một lần nữa cho các bạn dễ nghe này. Every day I learn a lot of languages such as Chinese, tiếng Trung, Vietnamese, tiếng Việt, Korean là tiếng Hàn and Spanish là tiếng Tây Ban Nha. In English chẳng hạn, đấy chưa? Vậy các bạn sẽ thấy từ language này, từ số ít là language, về số nhiều sẽ là languages. Again, one more time. Languages. Được chưa? Rồi, tiếp tục ạ. Nào, sang từ 65 này, từ này là foreign language. Cái này là ngoại ngữ thôi, đúng không ạ? Vào thêm một từ nữa, từ dialect. Thì cái này hiểu là phương ngữ tức là gì ạ? Những từ địa phương.
Ví dụ như là ở Hải Dương của quê mình thì có kiểu như là khi nào anh sang nhà em chơi thì mình sẽ là nào anh sang nhà em chơi nhé. Đấy, kiểu là từ nào đấy ạ, là trong cái vùng đấy người ta sẽ hiểu với nhau nào là khi nào đấy. Được chưa? Rồi nhá. Thế thôi ạ. Nào từ 67 nào. Security. An ninh. An ninh security. Tiếp tục ạ. Management. Động từ của nó là manage. Và danh động từ có thể là managing. Việc quản lý. Rồi hai từ này là tại sao mình lại đưa với nhau? Vì thường cái này sẽ liên quan đến công ty đúng không ạ? Từ đầu tiên là an ninh của một cái gì đấy là mình sẽ dùng vào security. Các bạn nhìn miệng mình nhé. Security anh security anh Mỹ. Nào theo American English chúng ta sẽ đọc là security, 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 security. Rồi ok nhá. Nào, ví dụ nhá. Công ty chúng tôi rất quan tâm về vấn đề an ninh thông tin. Thử câu này xem nào. Công ty chúng tôi quan tâm đến an ninh thông tin của khách hàng. Thôi được, cô Hằng thay từ này là an ninh thành từ bảo mật đi cho dễ. Bảo mật thông tin của khách hàng. Nào, công ty chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng. Mời các bạn ạ, dịch cho cô này nào. Công ty của chúng tôi rất quan tâm đến, các bạn biết từ quan tâm rồi đúng không ạ? Tiếp tục này, vấn đề bảo mật về thông tin của khách hàng. Nào, thử xem nào. Công ty chúng tôi rất quan tâm về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng. Tiếp tục đi ạ. Công Hoàng tuyệt quá cô giáo ơi, rất cảm ơn. Nào các bạn ơi, tiếp tục đi ạ. Nốt cho mình nào. Công ty chúng tôi quan tâm đến cái gì đấy? Các bạn ơi, gõ giúp mình nghe nhá, xem là ai có đáp án đúng nào. Công ty của chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin khách hàng. Xem quan tâm là gì này, bảo mật thông tin là gì này. Rồi, our company cares security of customer information. Our company is very important about information security. Phan Thị Thảo Nguyên, câu này của em không đúng. Lý do của mình là mình sẽ không sử dụng tính từ important about. Câu này rất buồn cười, không sử dụng cái này. LinkedIn cares, cares thì ok rồi. Rồi, cares đồng ý. Tuy nhiên thì cares thường đi với giới tự. Hoặc là care for thì đúng hơn. Our company care for, ok. Rồi, LinkedIn tiện là chị sẽ sửa câu của em nào. Tiếp tục đi ạ, các bạn comment tiếp đi ạ. Our company là công ty của chúng tôi rồi này. Security of customer information. Information security thực tế nó còn thiếu Phan Thị Thảo Nguyên, em còn thiếu một phần nữa là của khách hàng cơ mà. Chi Chi Bùi, our company truly cares about the security of customers. Customer information chứ Chi. Chi ơi, phải có customers information để có sở hữu khách ấy. Còn gì nữa? Xem còn ai nữa. My company really cares to information security of customer. Chị Tùng Đỗ ơi, chỗ này của mình một là mình dùng cares của chị là dùng tất đúng rồi này. Tuy nhiên đối từ của nó sẽ là for, cares for something. Cares for customer's information. Chi Chi Bùi này, customer information của em, nếu customer đã là chữ S gì rồi em không cần phải có một chữ S đằng sau khi sở hữu khách nữa. Sở hữu khách nếu danh sở hữu khách này, nếu danh từ của nó là danh từ số ít thì em sẽ phải S gì. Còn nếu danh từ của nó là số nhiều em chỉ cần phải thôi. Nguyễn Anh Quân, our company cares about the security of customer. Hình như hơi lạc đề anh Quân ạ. Security of customer là sự an toàn của khách hàng à? Customer information nhá, đúng không? Rồi, còn gì nữa không? Our company is very concerned about. Rất tốt ạ, Phan Thị Thảo Nguyên đang sử dụng tính từ đây là concerned about, rất quan tâm về customer security. Gần được rồi. Đỗ Xuân Ben, my company don't care security of customer information. Không quan tâm á, thực tế nó là quan tâm mà anh Ben. Trang Nguyễn, our company is really concerned about, very good, customer's information security. Tôi gần được rồi đấy. Our company concerns about security of customers information. Nguyễn Thanh Loan gần được rồi ạ. Rất tốt rồi đấy. Đạt được 80-85% rồi đấy ạ.
customers information rồi, ok, được chưa? Nào vậy bây giờ nhá, mình thấy là rất nhiều comment của các bạn ạ, rất là ổn. Nào bây giờ mình phân tích từng tí một này. Một, công ty chúng ta gọi là our company. Ngoài từ company chúng ta sử dụng từ gì nữa? Corporation, tập đoàn hoặc là organization đều mang nghĩa là công ty, tập đoàn. Được chưa? Tiếp tục ạ. Quan tâm đến ạ, quan tâm chúng ta một là pay attention to. Quan tâm này, cares for đều được. To be concerned about, được chưa? Is very concerned about, rồi ok. Tiếp tục ạ, đều mang nghĩa là quan tâm. Pay attention to là chúng ta tập trung toàn lực vào cái gì đấy, rất để ý cái gì đấy. Tiếp tục ạ, vấn đề bảo mật là security. Được chưa? Nhưng như Hoàng đã nói là thông tin khách hàng sẽ là customers information. Đây, số nhiều họ sở hữu cách thì cần phải thôi. Information, security, customers information security là bảo mật thông tin khách hàng. Còn nếu các bạn đặt security lên trước sẽ là security of customers information. Vậy bây giờ Hoàng sẽ viết nhá. Nào, công ty của chúng tôi rất quan tâm về, đúng không ạ? Là our organization. Như nào cũng được các bạn nhé, trong ba từ đấy ạ. Really is really concerned about, rất tốt ạ. Customers information security. Được chưa? Our organization is really concerned about customers information security. Vấn đề gì đấy? Đấy, mình comment ở đấy ạ. Được chưa? Rồi. Rồi, được chưa, được chưa ạ? Rồi ạ, công ty của chúng tôi rất quan tâm về. Rồi, chị Tùng à, chị Tùng hỏi à. Xong cô gửi file đánh máy này vào file S141 nhé. Ok, đồng ý chị, em sẽ gửi cho chị. Được chưa cả lớp? Rồi, tiếp tục ạ. Nào, 68, cô Hoàng có một từ, à từ 67 nào, chúng ta quay ngược lại và chúng ta đọc một số từ vựng nhá. Một này các bạn để ý cho mình này, từ này là từ security. Lý do tại sao nhỉ, cô Hoàng đã nói rồi ạ. Chữ T này mà kèm giữa hai chữ Y, chúng ta, giữa hai nguyên âm, tôi có thể đọc thành D, đúng không ạ? Các bạn again nè, security, security, tức là nói nhanh và nói điệu hơn theo kiểu Anh Mỹ đi ạ. Các bạn sẽ đọc là security, security. Our company is concerned about customers' information security. Để kiểu thế. Nào đọc qua nhé, company, company, corporation, organization, pay attention to, care for, be concerned about, nói âm be concerned about. Rồi, customers, information, customers information security, được chưa? Cô Hoàng không thể hướng dẫn quá kỹ được, các bạn có thể nếu mà ổn ấy, các bạn thấy là không theo kịp ấy ạ, mình khuyên các bạn share cái phần video này về để về nhà xem lại là ok nhá. Nào, tiếp tục ạ, từ số 68 này chúng ta có ba từ liên quan đến từ manage. Đầu tiên là động từ manage, các bạn nhìn miệng mình nhá. Cái này là verb này. Khi chúng ta nói từ này đọc là manage. Đấy. Manage, 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 manage. Very easy, đúng không ạ? Lại thêm chữ gear nữa. Tiếp tục ạ, mình có một từ đó là từ vergering của nó là việc quản lý, mình có sử dụng đây là managing, managing, managing. Và từ này là danh từ luôn, sự quản lý, việc quản lý. Management, management, management. Rồi, ok, tiếp tục nhá. Ok, mình sẽ mình quên mất, mình vừa ấn cái file rồi. Ok, nào từ tiếp theo ạ, từ 70 à, từ 69 ạ. Rất nhiều, thực tế là nói từ bấy giờ mình đã là 69 nhưng mà mình dây mơ dễ má cho nên còn hơn trăm từ rồi, đúng không ạ? Rồi, ok, mình có từ control. Control hoặc là controlling. Tại sao Hoàng lại đưa từ này vào, cái này cũng là quản lý các bạn ạ. Nhưng khi mà đọc các bạn nhớ là control, rất nhiều đọc là control, control là không đúng mà control, không lưỡi, control, ok, again nhá, control and controlling, control and controlling, very easy. Tiếp tục bạn, mình có từ library, thư viện. Ví dụ ảnh của chúng ta có từ là image library, photo library, đúng không ạ? Từ này không đọc là library, thì đâu đọc là library mà đọc là library. Library rất nhanh các bạn ạ, library. Thì thực tế khi các bạn nghe mình đọc, các bạn sẽ thấy là chỉ có thường sẽ chỉ có two syllables, hai âm tiết thôi, đúng không ạ? Library,
library. Ok, tiếp tục bạn, mình sẽ có từ investment, investor, investing and investment. Rồi cái này là đầu tư. Đầu tiên là invest, là động từ đầu tư, các bạn nhìn mình nhá, invest, invest, invest. Tiếp tục là investor, đấy, nhớ là được investor, lý do là bởi vì ở đây có một chữ S ở giữa cho cô nhá. Investor, investor, investor mà nghĩa là nhà đầu tư. Tiếp tục bạn, mình có từ investing. Investing là việc đầu tư và investment là khoản đầu tư, được chưa? Nào đọc lại nha, read after me. Invest, investor, investing and investment. Ok, rồi ạ. Vậy các bạn thử note cho mình câu cuối nha. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào Việt Nam. Đơn giản thôi. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào Việt Nam nào. Các bạn thử cho mình câu này nhé. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào Việt Nam nào. Ai giúp mình với? Câu này rất dễ thôi ạ. Nhanh ạ, các bạn lại typing ra cho mình biết. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào Việt Nam các bạn ơi. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào Việt Nam. Đến đoạn này thấy hơi ít người biết ra đây. Các bạn cố gắng viết ra đi để cho cô Hằng còn sửa cho đúng không? Chịu khó viết ra sẽ được sửa. Investors are pouring money into Vietnam. Investors are putting money to Vietnam. Investment are putting the money in Vietnam. Nguyễn Anh Quân, em bị thừa quá nhiều gọi là giới từ article. Anh Quân không cần thiết em phải dùng là the money, không cần em ạ. Chị Tùng Đỗ, investors are putting money into Vietnam. Putting cũng được, put là đặt. Trình Vinh, investors are pouring money into Vietnam. Investors are pouring money into Vietnam. Rồi Hoàng Minh Quang, ok rồi, good, rất tốt rồi đấy. Trình Vinh, ok rồi em. Phan Thị Thảo Nguyên, pouring money into Vietnam, rất tốt rồi. The investor falling in Vietnam. Đỗ Xuân Ben, câu của anh thường thiếu động từ rất nhiều. Anh Ben để ý nhá. Từ vựng của anh có thể rất là ổn, nhưng mà khi mà anh viết thì một câu bao giờ cũng có đủ hai thành phần, một là chủ ngữ, hai là động từ. Câu của anh chưa có động từ. Chị Tùng Đỗ, chị sử dụng put cũng được, nhưng mà put thì thường chỉ mang nghĩa là đặt để thôi. Nhưng ý của em là đang muốn hình tượng hóa là rót tiền vào, đổ tiền vào ấy. Đấy nhá. Rồi. Văn Quang, investor are pouring money into Vietnam, rất tốt ạ. Huỳnh Nam, investor are putting money in Vietnam. Put cũng được, nhưng mà put thì mang nghĩa đặt để, nó không quá hình tượng. Duyên Doan, all investor. Duyên nhớ này, khi mà em sử dụng all mà investor đến được, em phải có chữ SC. All investors are putting money thì được nhá. Lý do là bởi vì Duyên sai câu này là bởi vì em sử dụng many money. Money là một danh từ gọi là uncountable noun, là một danh từ không đếm được. Em không sử dụng nó với many mà sử dụng nó với much hoặc là a lot of. Nguyễn Thành Loan, investor are falling money into Vietnam. Cái từ falling nó nghĩa là ngã mà tại sao lại có dùng ngã đây nhở? Chi Chi Bùi, investor are putting money into Vietnam, ok? Hồ Phong này, investor are giving a lot of money, a lot of money into Vietnam. Give là cho. Give thì thường sẽ là cho ai. Rồi, ok. Không hợp lý lắm ạ. Nguyễn Anh Tuấn ạ, investor are pouring money into Vietnam, ok? Rồi, ổn đấy ạ. Rồi, vậy là bên cạnh một số cái phần chọn từ đúng không ạ? Là word choice của các bạn thôi, một đấy, investor là nhà đầu tư. Đổ tiền ạ, cô đang sử dụng một động từ pour. Rất nhiều người đọc từ này là pour, xin lỗi các bạn, đây không phải là từ pour, từ này là pour, o dài ạ. Pour, đổ, hoặc là rót. Được chưa, tiền là money. Tuy nhiên mình có thể sử dụng là capital, là tiền, là vốn. Vào Việt Nam thì là into thôi. Được chưa? Nào, vậy cô Hằng nói lại nhá. Investors are pouring capital into Vietnam
Rồi từ này không đọc là Việt Nam mà thực tế nó đọc là kéo dài là Vietnam, Vietnam. Đấy, chính xác là như thế ạ. Investors are pouring capitals into Vietnam, are pouring a lot of money into Vietnam. Không đọc là Việt Nam mà đọc là Vietnam nha các bạn nhá. Nghe cho nó hơi điệu một tí mới đúng ạ. Ok, rồi again ạ. Investors are pouring capitals into Vietnam. Ok, được chưa các bạn ơi? Rồi nào, hôm nay cô Hằng đã livestream gần 1 tiếng rưỡi rồi đúng không ạ? Từ 9 rưỡi đến bây giờ, vậy có vấn đề gì nữa không nhỉ? Thực tế thì mình cũng rất muốn là livestream dài hơn ấy. Nhưng mà bởi vì là mình hay giải thích rất là nhiều và mình sai cho thêm nhiều từ. Hôm nay đánh dấu ở đây thì thực tế mới có 71 từ. Nhưng mà từ đầu đến giờ cô Hằng đã cung cấp được gần 130 từ rồi đấy ạ. 130 từ rồi, những từ xung quanh hoặc là những từ mà mình viết cùng một dòng. Đấy chưa? Ok. Vậy là sẽ bằng một gần một tiết học ở trên lớp của mình rồi đấy ạ. Okay, so I've just finished the live streaming video telling you about 2,000 commonly used words in English, and it is also the second part. Thực tế thì cái phần này mặc dù mình làm hai part thì mới được khoảng tầm 300 từ thôi, nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ you can make use of it and learn it from your daily life, and maybe you can ask me more questions in the next time of live streaming. Có thể là sang lần tới các bạn có thể có nhiều câu hỏi các bạn gather trong cái cuộc sống của bạn hơn để hỏi mình. Được chưa? Và mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi phần video của mình này. Nếu mà các bạn cần xem lại, hãy share về và để xem lại, ok? Vì cô sẽ không cô sẽ không xóa cái này đâu. Rồi, ok, mình sẽ livestream đến đây thôi. Khi nào cô lại quay tiếp thường thì sẽ cô cũng chưa biết. Nhưng mà sẽ livestream theo kiểu là nhiều, mình sẽ hy vọng là sẽ nhiều, anh Tuấn yên tâm nhá. Ok, so today I think that I will wrap up here. Bây giờ cô sẽ wrap up ở đây, wrap và gói game lại, up, gói lại, wrap up here. Ok, so I hope that I can see all of you guys in the next video and you can share to support me. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cô nha. Thế thôi, bye bye. Chào tất cả các bạn.